Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, trong những năm qua, Viettel luôn tự hào là đơn vị có hạ tầng mạng truyền dẫn số 1 tại Việt Nam. Mạng cáp quang trong nước có tổng chiều dài hơn 78.000 km với trên 17.951 nút mạng, kết nối quốc tế qua 14 hướng, tổng dung lượng lên tới 80 GB. Bên cạnh hạ tầng mạng trục, Viettel đã đang xây dựng và nâng cấp các tuyến truyền tải không dây, xây dựng các hệ thống V3, mạng vòng ring kết nối liên tỉnh và hệ thống mạng metro. Với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua về cơ sở hạ tầng, vùng phủ sóng, mạng lưới vận hành và đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, hiện nay Viettel đang cung cấp rất nhiều dịch vụ công nghệ thông tin viễn thông như dịch vụ di động, dịch vụ băng rộng, dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ kết nối và các giải pháp công nghệ. Dịch vụ Internet FTTS. Dịch vụ FTTS là dịch vụ truy nhập Internet siêu tốc độ dựa trên công nghệ cáp quang. Sử dụng dịch vụ FTTS, khách hàng sẽ được cấp miễn phí địa chỉ IP tĩnh và tên miền riêng, sử dụng băng thông đối xứng, truy nhập trực tiếp 24/24 giờ, tốc độ truy cập cao. Đối tượng sử dụng hướng đến là các doanh nghiệp, tổ chức và các phòng game, các điểm truy nhập Internet cần một đường truyền tốc độ cao ổn định tại Việt Nam. Dịch vụ truy cập Internet kênh riêng, Internet List Line. Internet List Line là một trong những dịch vụ thế mạnh của Viettel Telecom, cung cấp đường truyền cho các công ty hay văn phòng có nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao một cách thường xuyên. Thế mạnh của dịch vụ Internet List Line là tính linh hoạt, sự ổn định, tiết kiệm chi phí và khả năng kết nối tới mọi địa điểm mà khách hàng yêu cầu. Ngoài ra, với dịch vụ Internet List Line, khách hàng có thể sử dụng các công nghệ như mạng riêng ảo, hội thảo từ xa, điện thoại Internet một cách dễ dàng và thuận tiện. Dịch vụ kết nối kênh riêng List Line. List Line là dịch vụ cung cấp kênh truyền dẫn dành riêng cho các doanh nghiệp, tổ chức lớn đang hoạt động trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với dịch vụ kết nối kênh riêng List Line của Viettel Telecom, khách hàng được cung cấp đáp ứng nhu cầu liên lạc, kết nối truyền và nhận dữ liệu nội bộ. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần trả một khoản phí cố định hàng tháng, chất lượng dịch vụ, độ ổn định và độ bảo mật cao nhất, đảm bảo băng thông 100%, dễ dàng nâng cấp dung lượng và tốc độ. Dịch vụ kết nối mạng WAN doanh nghiệp Office WAN. Office WAN là dịch vụ cung cấp kênh kết nối mạng riêng ảo trên nền IP. Dịch vụ này đáp ứng được tất cả các mô hình kết nối như kết nối điểm-điểm, kết nối điểm đa điểm và kết nối full mesh. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ mới 3G, Viettel còn ra mắt dịch vụ 3G Office One, giải pháp kết nối không dây dành cho các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành trên cả nước. Dịch vụ kết nối mạng WAN doanh nghiệp của Viettel có phạm vi cung cấp rộng khắp toàn quốc, không bị giới hạn về địa hình, tính bảo mật cao, dễ dàng mở rộng mô hình, thời gian triển khai nhanh, cung cấp đa dạng sự lựa chọn kết nối, băng thông cam kết 95%, hỗ trợ kỹ thuật 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm. Dịch vụ chung kế số E1. Dịch vụ chung kế số E1 là dịch vụ cung cấp đường truyền kết nối giữa tổng đài nội hạt của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng với thiết bị đầu cuối thuê bao nhiều đường, thiết bị truy nhập mạng của các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet ISP và thiết bị chuyển mạch của các mạng dùng riêng. Dịch vụ chung kế số E1 có chất lượng tốt hơn hẳn so với điện thoại thông thường, thời gian kết nối nhanh, chất lượng thoại tốt và bảo mật thông tin cao. Loại chung kế số này rất phù hợp cho các tập đoàn, bộ ban ngành, ngân hàng, công ty lớn, sử dụng tổng đài nội bộ cỡ lớn và chuyên nghiệp. Dịch vụ tổng đài thoại tập trung Centrex. Centrex là dịch vụ thoại chuyển mạch trung tâm, tất cả các thông tin về chuyển mạch hệ thống được đưa về trung tâm xử lý. Sử dụng dịch vụ tổng đài thoại tập trung Centrex, hạ tầng tương tự hiện tại có thể được giữ lại, giảm sự chồng chéo các tổ chức trong một đơn vị kinh doanh điện thoại, nâng cấp và mở rộng tự động, bảo trì 24 giờ một ngày mà không có chi phí phụ thêm. Đối tượng sử dụng là các doanh nghiệp, tổ chức lớn đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cần một hệ thống giao tiếp, trao đổi thông tin tức thì và nhanh chóng. Dịch vụ SMS cho thuê đầu số. Dịch vụ cho thuê đầu số là giải pháp cho phép kết nối và tương tác giữa nhà cung cấp nội dung tới thuê bao di động, giúp doanh nghiệp chủ động kinh doanh nội dung thông qua hình thức nhắn tin đầu số của Viettel. Sử dụng dịch vụ SMS cho thuê đầu số, doanh nghiệp không phải làm việc với các nhà mạng về thỏa thuận kết nối, không phải đầu tư hệ thống hay chịu chi phí vận hành hệ thống. Dịch vụ SMS chủ động. SMS chủ động là dịch vụ cung cấp tính năng nhắn tin giao việc, thông báo công văn mới cho nhân viên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Dịch vụ cũng cho phép các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp thông tin dịch vụ, tài khoản, số dư, giao dịch phát sinh theo yêu cầu của khách hàng thông qua đầu số 8x62. Với dịch vụ SMS chủ động, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với Viettel là có thể kết nối được tới toàn bộ các nhà mạng, chi phí thấp, không mất cước đấu nối và thuê đầu số,
chỉ mất cước SMS phát sinh hàng tháng. Dịch vụ kinh doanh IDC. Dịch vụ kinh doanh IDC bao gồm thuê chỗ đặt thiết bị, thuê máy chủ, hosting mail, web, domain và tư vấn triển khai các dự án công nghệ thông tin. Khách hàng sử dụng dịch vụ IDC của Viettel sẽ nhận được nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị, tiết kiệm nhân lực quản lý vận hành, hệ thống được bảo mật, an toàn tuyệt đối về thông tin, dự phòng thảm họa. Đối tượng sử dụng dịch vụ là các doanh nghiệp tổ chức lớn đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cần một hệ thống công nghệ thông tin an toàn, bảo mật và ổn định. Dịch vụ hội nghị qua web, web conference. Giải pháp hội thảo truyền hình trực tuyến, web conferencing, cung cấp các tính năng phục vụ hội thảo chuyên nghiệp và giải quyết các vấn đề về mặt địa lý và thời gian một cách đơn giản thông qua kết nối Internet. Sử dụng dịch vụ hội nghị qua web giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị và cước phí sử dụng. Dịch vụ tích hợp các khả năng trình diễn, chia sẻ video trực tuyến, đơn giản, dễ sử dụng, không yêu cầu thành viên tham gia phải có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin. Dịch vụ hội nghị truyền hình, video conference. Hội nghị truyền hình là giải pháp giúp cho các bộ ban ngành, các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức các cuộc họp, hội nghị và trao đổi thông tin diễn ra một cách thường xuyên, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả công việc giữa các văn phòng chi nhánh với trụ sở chính. Dịch vụ video conference còn giúp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức thi và tuyển dụng từ xa, trao đổi thảo luận kinh nghiệm giữa các đơn vị. Hiện tại, Viettel đã xây dựng hơn 600 điểm cầu, trải dài trên 63 tỉnh, thành phố, phủ khắp các quận huyện phục vụ kinh doanh dịch vụ. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA là dịch vụ chứng nhận về tính pháp lý của chữ ký điện tử trong các giao dịch điện tử như kê khai thuế điện tử, hải quan điện tử và các hoạt động thương mại điện tử được nhà nước công nhận và cấp phép. Chữ ký số có tính pháp lý, tính toàn vẹn, tính bảo mật cao và tính chống chối bỏ trong các giao dịch xác nhận điện tử. Dịch vụ giám sát phương tiện vận tải là dịch vụ cung cấp hệ thống giám sát phương tiện trực tuyến theo thời gian thực, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm chi phí, tăng hiệu quả quản lý, giám sát, vận hành và bảo dưỡng phương tiện. Những dịch vụ nói trên chính là đại diện cho sức sáng tạo và quyết tâm phục vụ tốt nhất mọi đối tượng khách hàng của công ty viễn thông Viettel. Chắc chắn trong tương lai, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và ngành viễn thông Việt Nam, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư chất xám và nhiệt huyết để tạo ra thêm nhiều dịch vụ hiện đại, tiện ích và thiết thực. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.